Hello, xin chào các Fly. Ở chương trước, chúng ta đã được thấy về quá khứ của Zit. Quả thật là ông ta cũng là một đứa trẻ đáng thương, không được cha mẹ quan tâm nhiều. Zit cùng ông chú Tom vạch ra kế hoạch triệt sản người Eldia. Và khi trở về hiện tại, đã cố ý tự sát, kích nổ cây thương xét, làm người nát làm hai, khả năng cao là chết rồi. Ngay cả Lệ Vi cũng lành ít dữ nhiều, không biết anh ta có bị chết luôn không? Bên ngoài một thảo nguyên rộng lớn, có một đám người đang đi trong mưa. Họ đi qua cái cầu và nơi họ đang hướng đến đó là khu rừng Titan. Đám người này đều mặc áo khoác ngoài của quân trinh sát. Theo diễn biến câu chuyện, có lẽ đó chính là Han dẫn theo đám quân trinh sát phái Yegoris đi tìm gặp Zit để đưa về cho Eren. Từ phía xa, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và một ánh sáng chói lòa phát ra. Kia là cái gì vậy? Ây, chắc là sấm chớp thôi đó mà. Han đã nghe thấy thì đã nghĩ thầm ở phía trong đầu. Cô biết chính xác nó là gì vì rất là thân quen. Đó là một cây thương xét, nhưng nơi Zit đang bị giam giữ còn cách xa đây cơ mà. Có thể đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó thú vị nếu như đi theo hướng âm thanh kia đấy. Ở chỗ vụ nổ, con ngựa đang ngoắc ngoải vì bị thương, chả chạy đi đâu được nữa cả. Ngoài việc bị chấn thương có thể gãy xương ra, chúng còn bị các mảnh gỗ găm đầy người, thậm chí còn bị nội thương chảy máu mũi nữa. Đấy, tên ngựa này còn may đấy, vì con còn lại đã hồn liền khỏi xác rồi. Chỉ chờ làm thắng cố nữa mà thôi. Ở phía xa xa là nửa trên của Zit đang ngất ngoả chờ chết. Toàn bộ nội tạng lồng lồi phèo phổi bị bung ra ngoài. Lạ lùng sao, ở một đồng cỏ xanh thế kia, chỉ có chỗ ông ta nằm là mọc đầy hoa dại. Thật là một khung cảnh lãng mạn, xác người máu đỏ trên đồng cỏ xanh. Có lẽ thân xác của Zit có điều gì đặc biệt khiến cho những bông hoa này nở toang ra hết. Nhưng thời khắc của Zit đã điểm. Dù là Titan có thể phục hồi, nhưng những vết thương quá chí mạng không thể cứu vãn thì họ sẽ chìm vào cái chết. Hắn ta dần chìm vào trong vô thức với những suy nghĩ cuối cùng của cuộc đời mình. Thiệt là yên tĩnh à nghe. Mình có thể nghe thấy gì nữa, thì lực của mình cũng đã mất dần rồi. Chà, chắc là chịu thôi. Cuối cùng mình cũng sẽ chết. Cơn mưa rơi nặng hạt xuống cái xác. Tâm trí của Zit nhớ lại về lần cuối ký ức xưa kia của mình. Chú sẽ nói cho cháu về những thông tin mà chú đã thu thập được từ việc nghiên cứu các ký ức. Nhưng chú vẫn chưa hề tiết lộ chuyện này cho Melee. Và những chuyện này rất hiếm người biết được. Vị vua trong những bức tường đã đặt lời thề phản chiến nhằm mục đích tự niêm phong cách ly Titan Thủy Tổ. Điều này giúp Titan không gây hại ra thế giới bên ngoài nữa. Tuy nhiên, có một cách để chống lại nó và hoàn toàn ngẫu nhiên, đó chính là cháu. Zit, cháu chính là mấu chốt vấn đề để khiến điều này khả thi. Một Titan mang trong mình dòng máu của hoàng tộc có thể kích hoạt được sức mạnh của Titan Thủy Tổ bằng việc tiếp xúc với người nắm giữ Thủy Tổ. Tuy nhiên, cháu lại không phải là người có thể sử dụng sức mạnh đó. Quyền quyết định lại phụ thuộc vào người nắm giữ Titan Thủy Tổ. Hãy hình dung như cháu là chiếc chìa khóa vậy. Cháu hãy tìm ai đó mà mình có thể tin tưởng để gửi gắm Titan Thủy Tổ. Là một người nào đó thấu hiểu được kế hoạch triệt sản dân tộc của chúng ta. Đúng vậy, những người mà cháu có thể tin tưởng, chú biết là cháu có thể tìm ra họ mà. Và chú sẽ luôn dõi theo cháu, đừng quên điều đó nhé, Zit. Sau đó, chú Tom khi hết kỳ hạn đã lên đài hiến tế để cho Zit hóa Titan ăn thịt mình, chuyên thừa lại Titan thú vật. Ông ấy rất là vui vì mình truyền lại được cho người mà mình tin tưởng. Sau khi ăn thịt chú Tom xong trở lại thành người, Zit đã lấy di vật của chú Tom là cây kính đeo lên mắt. Trong thâm tâm, anh coi chú ấy là gia đình ruột thịt của mình. Con sẽ tìm được những người ấy, thưa cha. Trong một lần Titan thú dùng những thùng xăng ném vỡ các chiến thuyền của một quốc gia không xác định, hắn ta đã cứu được Yelena. Yelena là người của nước khác. Quốc gia của cô bị Melee xâm lược và cô đã trở thành cánh tay phải của Zit. Một mặt cô là quân chính xác của quốc gia Melee, mặt còn lại cô lập nên hội tình nguyện viên bao gồm những người có quốc gia bị Melee xâm hại nhằm lật đổ quốc gia này. Rất nhiều lần cô phải tổ chức hội thảo để bán hàng đa cấp, để thuyết phục bọn họ. Quốc gia Melee đang càng ngày càng lộ rõ sự chơi trẻ của chúng bằng việc đi xâm lược những quốc gia láng giềng. Cũng giống như đế quốc Eldia khi xưa, bọn chúng đã bị sức mạnh Titan làm cho mù con mắt. Quê hương của chúng ta đã bị bọn chúng tước đoạt, nhưng chúng ta không cần phải chấp nhận điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau liên kết lại và chờ đợi một thời cơ để làm cách mạng lật đổ lũ đế quốc Melee. Phải rồi, chúng ta sẽ sử dụng chính sức mạnh Titan để tiêu diệt Melee.
Bởi vì sự căm hận của chúng ta không phải dành cho thứ sức mạnh đó của bọn chúng. Thứ mà chúng ta cần loại bỏ chính là sự nhu nhược của con người khi để thứ sức mạnh đó nuốt chửng và làm mờ con mắt chúng ta. Dít lại nhớ về khoảng thời gian mất tích của Rainer và Bertha vào 4 năm về trước. Thì ra trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã ở bến cảng ngoài rìa hòn đảo, chơi với quân Malay sung sướng ở đó. Và còn truyền về những thông tin mà mình dò thám được. Một số thông tin rất là cần thiết cho Dít. Eren Yeager à, thật sao? Vâng, Eren nắm giữ Titan Thủy Tổ. Và dường như chính cậu ta cũng không hề biết tại sao cậu ta lại có nó. Nhưng dưới căn hầm nhà cậu ta ở quận Shigashina, nơi quê nhà cậu ta đã bị Titan chiếm đóng, có vẻ như ở đó có một vài thông tin gì đó cực kỳ quan trọng. Vậy còn cha của Eren thì sao? Các cậu có nghe được tin tức gì về ông ta không? Có, cậu ta nói rằng ông ấy đang mất tích và ông ấy là bác sĩ. Dít trợn mắt lên với thông tin này, rõ ràng là ông ta đã đoán được điều gì. Vậy là người cha kia, ông ta vẫn còn sống. Chắc hẳn ông ta đã sử dụng con Titan tiến công bị mất tích, rồi dùng nó để cướp lại Titan Thủy Tổ từ vị vua của những bức tường và cho người con trai của mình ăn thịt. Sau đó hẳn là mẹ, sau khi bị hóa thành Titan đần độn, đã vô tình tiếp xúc với Eren. Đó chính là lý do mà tọa độ của Thủy Tổ đã bị kích hoạt trong giây phút ngắn ngủi đó, làm cho mình cảm nhận được. Mà dù thế nào đi chăng nữa, thì Eren Yeager là em cha của mình. Và em ấy chắc chắn cũng phải đã gánh chịu những điều mà mình đã từng phải chịu đựng. Thật đáng thương. Chúng ta đều là nạn nhân của gã đàn ông đó. Nạn nhân của cha chúng ta, em cũng đã bị ông ta tẩy não. Anh hứa một ngày nào đó, anh sẽ cứu em. Sau khi sắp xếp mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Dít đã gặp được Eren tại Melee khi hắn ta cải trang thành một thương binh tàn tật. Em bắt đầu trông giống cha của chúng ta một chút rồi đó. Khuôn mặt Eren lúc đó trở nên rất lạnh lùng. Gì căng vậy men? Chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai anh em cùng cha khác mẹ thôi mà. À thì đầu tiên cảm ơn em vì đã đồng ý ra đây Eren. Yelena đã nói cho em biết về ý định của anh. Vậy nên giờ em đến đây là vì em hiểu mục đích của anh đúng không? Vậy kế hoạch triệt sản toàn bộ dân tộc Eldian của anh, em có ủng hộ nó hay là không? Mắt Eren bỗng sáng lên trong giây lát, sau đó là trở về trạng thái u buồn và kể lại chuyện ngày xưa. 4 năm trước, một vài chuyện đã xảy ra và nó đã cho tôi thấy được ký ức của cha. Ký ức khi ông ấy tàn sát gia đình hoàng tộc ở bên trong bức tường. Cách ông ấy tóm lấy những đứa con thơ của họ trong lòng bàn tay, rồi nghiền nát và bóp chết họ không khác gì lũ dòi bọ. Tôi không chỉ nhìn thấy những điều đó đâu, mà tôi còn nhớ rõ cảm giác đó như thế nào cơ. Để chiếm lấy Titan Thủy Tổ khỏi vua của những bức tường, ông ấy đã sát hại luôn những đứa trẻ đó, để đảm bảo rằng ông sẽ chiến thắng, để có thể giành lấy chiến thắng cho dân tộc Eldia. Nhìn thấy Eren có vẻ hào hứng và nắm chặt tay lại, Dít có vẻ khá là ái ngại. Vậy em cảm thấy thế nào về việc đó, Eren? Nếu như những đứa trẻ đó còn sống, thì tôi đã bị lũ Titan nha đầu từ lâu để trả lại Titan Thủy Tổ cho gia đình hoàng tộc rồi. Chúng tôi vẫn sẽ còn bị lời thề phản chiến đó trói buộc, và tất cả nhân loại ở bên trong những bức tường đều sẽ chết dần chết mòn cùng nhau. Cái chết của lũ trẻ đó đã cho chúng tôi được sống. Ra là vậy, vậy là em nghĩ rằng cha đã làm điều đúng đắn ư? Không, ông già đã sai lầm. Bởi vì ông ta là người đã nuôi dạy thôi, nên tôi cũng chỉ là một sai lầm khác của ông ấy mà thôi. Nếu như người Eldia chưa từng được sinh ra, thì không một người dân nào ở thành phố này cần phải chết, cùng với những tổn thất ngoài dự kiến trong cái kế hoạch mà chúng ta sắp sửa thực hiện. Sẽ không còn ai phải chết nữa, sẽ không còn bất cứ khổ đau nào. Không bao giờ được sinh ra trong đời này chính là sự cứu rỗi vĩ đại nhất. Chính tôi sẽ làm điều đó. 2000 năm lịch sử nằm dưới sự cai trị của Titan, chính tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó. Cho đến khi ngày đó đến, chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, có phải không, anh trai? Dít đã rất xúc động khi nghe Eren nói như vậy. Anh ta đã tìm được đúng người rồi. Đây chính là người hoàn hảo nhất trong kế hoạch triệt sản người Eldia mà anh ta ôm ấp cả đời. Nó còn gọi mình là anh trai. Đúng là anh em trong nhà có khác, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Phải, đúng là như thế, hãy làm vậy đi. Thường thì người ta sẽ bắt tay nhau thật chặt để bày tỏ sự đồng thuận, và anh cũng rất muốn làm như thế. Nhưng mà anh cho là giờ chúng ta không nên chạm vào nhau nhỉ? Đây, hãy cầm lấy cái này. Eren, chúng ta sẽ cứu lấy tất cả mọi người. Trở về hiện tại, Dít đang mất dần ý thức. Cõi chết đang đón chờ anh ta. Ý nguyện cả cuộc đời này đã không thể hoàn thành được rồi.
anh ta đã không thể triệt sản người Eldia. Trong vô thức ở cõi U Minh, phân biệt giữa sự sống và cái chết, anh ta nhìn thấy một cô gái nhỏ tóc vàng, bộ đồ cũ kỹ rách rưới, tay xách một cái xô. Đó là ai vậy? Anh ta cũng không biết nữa. Có lẽ chỉ là một người nào đó trong ký ức của Titan thú từ bao nhiêu đời nay. Một người ngẫu nhiên không đáng quan tâm. Đôi mắt vô thức, đồng tử nở to. Dít đã chết thảm giữa cơn mưa rào ngoài đồng cỏ. Vĩnh biệt Dít. Ở phía xa xa, có một con Titan đang bốc khói ngùn ngụt giữa cơn mưa đang đi tới. Lẽ nào đến chết cũng không yên ư? Một con Titan đần độn đi tới ăn thịt hắn ta. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay. Xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm chăm.